Đấy là lý do tại sao mà chúng ta nên rót ra cái bình thủy tinh như thế này để rượu được tiếp xúc với không khí. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chúc mừng năm mới các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Alcohol Lover, kênh chia sẻ kiến thức dành riêng cho những người yêu thích đồ uống có cồn. Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn một chủ đề rất là thiết thực với cái việc tiêu dùng rượu vang hàng ngày. Đó là decanting wine và aerating wine. Decanting và aerating nó khác nhau chỗ nào? Như chúng ta biết thì hàng ngày chúng ta uống nhất là những loại rượu vang đỏ ấy, thì chúng ta thường là rót ra bình thủy tinh trước khi uống. Đấy, thì cái mục đích để rót ra bình thủy tinh trước khi uống để làm cái gì và những loại rượu vang nào thì chúng ta nên rót trong vòng bao lâu trước khi uống? Đấy là một câu hỏi mà rất nhiều người tiêu dùng rượu vang đặt ra, và rất nhiều người cũng không hiểu rót ra để làm gì. Và ngay cả những người hiểu rót ra để cho rượu nó gọi, mình gọi là rượu nó thở ấy, tuy nhiên không phải là loại rượu nào cũng rót ra với thời gian giống nhau, và cái điều đó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là cái cấu trúc của từng loại rượu, chất lượng từng loại rượu và cái tuổi của từng loại rượu đó. Thì hôm nay Alex Thịnh sẽ phân tích cho các bạn là biết để các bạn có thể áp dụng vào cái việc tiêu dùng của mình cũng như là phục vụ rượu vang trong ngành trong nhà hàng khách sạn, đúng không ạ? Đối với thường thì các loại rượu vang mà cần là decanting và aerating ấy thì thường là dành cho những loại vang đỏ. Tất nhiên trong một số trường mực nào đó, một số loại vang trắng ngon chúng ta cũng có thể áp dụng điều đó. Tuy nhiên hôm nay chủ yếu là Alex Thịnh sẽ nói về các loại vang đỏ. Thì để nói trước về cái gọi là decanting wine, mục đích đầu tiên là gì? Đối với những loại rượu vang đỏ thì cấu trúc thường nó đậm đà mạnh mẽ, có rất nhiều hương vị và mùi vị và cấu trúc khác nhau. Và đối với loại rượu vang đỏ thì chúng ta sẽ chia ra thành hai loại, hai gọi là hai tuổi của loại của vang đỏ. Đó là những loại rượu vang trẻ, young wine, và những loại rượu vang gọi là già, gọi là old vintage, old wine, đúng không? Đối với loại rượu vang trẻ đấy thì thường đương nhiên là khi chúng ta uống sau 3 đến 5 năm chẳng hạn thì thường là nó sẽ không có cặn. Và những loại rượu vang đó khi mà chúng ta rót ra ly mà uống luôn ấy thì thường nó sẽ nồng, hơi có vị hơi nồng và gắt một chút. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta nên rót ra cái bình thủy tinh như thế này để rượu được tiếp xúc với không khí trong một thời gian nhất định, để tất cả các hương vị, các mùi vị này được tỏa ra, tức là hương vị của rượu vang được tỏa ra. Khi đó thì cái vị hoa quả, cái hương thơm của rượu nó sẽ được tỏa ra và nó sẽ hòa quyện với cái cấu trúc của rượu vang và làm cho cái rượu vang nó cân bằng hơn, hài hòa và mềm mượt hơn khi chúng ta thưởng thức. Đó, đấy là lý do tại sao mà chúng ta cần phải rót ra bình thủy tinh. Và đối với loại rượu vang trẻ thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta có thể rót ra những bình thủy tinh có cái lượng và là tiếp xúc với không khí nó khá nhiều một chút để nó được tiếp xúc với không khí nhanh hơn. Còn loại thứ hai mà chúng ta cần rót ra để uống luôn mà không cần chờ đợi trong vòng ví dụ là 20 phút hay 30 phút ấy, thì chúng ta có những dụng cụ gọi là aerator, tức là những dụng cụ gọi là, mình gọi tiếng Việt mình tạm gọi là dụng cụ sục khí. Thì ở trên tay tôi đây có mấy loại, một loại là dụng cụ sục khí ở đây và chúng ta có thể rót rượu vào đây, tí nữa Alex Thịnh sẽ rót cho các bạn xem. Ở đây có những cái bộ phận làm cho khi rượu mà chảy quá thì làm cho rượu nó tiếp xúc với không khí nó nhanh hơn. Tác dụng là để cho rượu nó tiếp xúc với không khí nhanh hơn, để rượu nó được thở nó nhanh hơn. Và đây là một dụng cụ thủ công nữa mà mình có thể cắm trực tiếp vào chai để mình rót. Và đặc biệt đây có một cái dụng cụ gọi là bằng điện, thì chúng ta có thể cắm vào và chúng ta ấn nút và rượu nó sẽ cái dụng cụ này, aerator này, sẽ hút rượu từ trong bình ra, và đương nhiên cũng nó sẽ chảy qua một cái dụng cụ sục khí làm cho rượu nó sẽ được tiếp xúc với không khí nhiều hơn để chúng ta thưởng thức một cách nhanh hơn. Đấy là đối với những loại rượu vang trẻ. Tuy nhiên đối với những loại rượu vang già, mà nếu gọi là old vintage wine đấy, mà chúng ta không biết mà chúng ta áp dụng theo kiểu này thì vô tình là chúng ta sẽ phá vỡ cái cấu trúc của nó và làm cho rượu vang nó bị hỏng, gọi là gãy cấu trúc, và nó sẽ không được ngon. Đặc biệt là những chai vang ngon mà để lâu năm ấy thì chúng ta biết là nó sẽ sinh ra những cái loại cặn gọi là sediment. Sediment đó nó có thể là do các chất tannin, tức là vị chát, chất tannin kết tủa thành,
hoặc có thể nó có những cái cặn gọi là do cái axit và cái là muối tạo thành theo dạng là thủy tinh thể đấy. Thì cinnamon nó có nhiều loại, tuy nhiên muốn chứ hay không thì chúng ta sẽ hiểu là những chai vang đỏ mà để lâu năm ấy, những chai vang ngon, đặc biệt là những chai vang ngon thì nó sẽ có cặn. Và khi chúng ta rót ra bình, mục đích đầu tiên đó để là gọi là tách cặn, tức là chúng ta không thể uống rượu vang cùng với cặn của nó mà chúng ta phải tách cặn ra và chúng ta phải rót từ từ. Và đấy là lý do tại sao mà có một lúc nào đó các bạn nhìn xem qua mạng hay là những YouTube, các bạn thấy là những chuyên gia hàng đầu họ hay thắp một ngọn nến lên và họ hay rót rượu vào trong bình thủy tinh như thế này, và họ để ngọn nến và họ thắp lên và họ rót vào bình, và thường thì họ sẽ để ngọn nến như này và họ sẽ rót vào bình, đúng không? Và họ soi cái ngọn nến thông qua cái cổ chai để người ta thấy dòng rượu chảy ra, và khi mà cái rượu nó chảy gần hết ấy thì cái cặn ở dưới đáy chai nó sẽ chảy ra đây, và khi đó gần hết người ta sẽ dừng lại. Thì mục đích đầu tiên đấy gọi là tách cặn, gọi là separate the sediment. Và đối với những loại rượu vang ngon để lâu năm, nó là một cái vấn đề decanting, nó là một vấn đề cực kỳ là tinh tế. Bởi vì đôi lúc mọi người không biết là rượu vang ngon thì chúng ta phải decant chắc phải 1 tiếng, 2 tiếng hay là 3 tiếng. Nó cũng đúng mà cũng sai, bởi vì nó cũng tùy thuộc vào loại rượu vang đó là già hay trẻ, cũng là loại vang ngon đó già hay trẻ. Đối ví dụ, tôi lấy ví dụ một chai gọi là rượu vang gọi là Premium White của Bordeaux, hay mình hay gọi là Grand Cru Classé đấy, hay là bất kỳ một chai gọi là Premium White của bất kỳ nước nào, Ý, Pháp, hay Tây Ban Nha hay là Úc, Mỹ đi chăng nữa. Khi nó trẻ thì chúng ví dụ tiềm năng nuôi giữ của nó có thể lên là 2 hoặc thậm chí 30 năm. Khi mà chúng ta đang uống nó với độ tuổi khoảng 5 đến 7 năm có nghĩa là nó đang rất là trẻ, thì chúng ta cần để can 2 thậm chí 3 tiếng. Ví dụ những chai rượu vang trẻ Barolo của Ý chẳng hạn, hay những chai mà Napa Valley Cabernet của Mỹ, Opus One mà trẻ thì chúng ta cần decant ít nhất 1 đến 2 tiếng. Barolo những chai trẻ thậm chí chúng ta cần phải decant 3 đến 4 tiếng. Hay là những chai Pinot Noir của Burgundy, những chai mà gọi là cao cấp ấy, chúng ta mà lúc còn trẻ chúng ta cần phải decant 2 đến 3 tiếng. Đấy. Ngay cả việc là cái hình dáng của decanter thôi, nói về decanter thôi nhé, là nó phải dựa vào cái việc là tiết diện của bình, nó cũng tác động đến cái việc là lão hóa, cũng tác động đến cái việc là oxy hóa của rượu. Đối với những chai vang ngon nhưng mà mình để lâu năm ấy thì mình nên chọn những cái bình thủy tinh có tiết diện nhỏ, tức là nó thuôn nhỏ dài như thế này, và mình rót ra mình để cho nó oxy hóa một cách chậm chậm từ từ. Thậm chí những chai già mình không cần rót cho bình mà mình ngay cả đấy mình chỉ việc mở cái nút ra thôi và để cho rượu nó oxy hóa một cách từ từ, lượng không khí tiếp xúc với rượu một cách chậm chậm, gọi là người ta gọi tiếng Anh gọi là slow oxidation, tức là tiếp xúc từ từ thì nó mới ok, mới ngon. Nếu trong trường hợp mà những chai vang nó quá già rồi, nó quá nhạy cảm rồi, cấu trúc nó quá mềm rồi, nhạy cảm rồi mà chúng ta rót ra bình to hoặc chúng ta dùng bình sục khí chúng ta làm, thì vô tình là chúng ta sẽ làm vỡ cấu trúc và rượu vang nó sẽ không được ngon nữa. Đấy là cái mà chúng ta lưu ý khi chúng ta phải hiểu một chút để chúng ta decant. Và sau đây tôi sẽ mở một chai rượu vang đỏ và tôi sẽ dùng các dụng cụ aerator khác nhau. Và tôi muốn giới thiệu với các bạn đến một cái dụng cụ mở rượu nữa. Nhân tiện đây thì chúng tôi sẽ có một cái cắt như thế này, cắt rất là dễ, chúng ta chỉ cần quay 1/4 vòng nó ra, đúng không ạ? Đấy, rất là dễ, đúng không? Đây, nếu các bạn muốn. Sau đó hôm nay tôi có một cái dụng cụ mở rượu rất là hay, tôi mời các bạn xem nhé. Cái này rất nhỏ gọn và rất là tiện lợi. Đấy, giống như một cái điếu xì gà rất là đẹp. Chúng ta vặn nó ra. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái nút vặn này, chúng ta sẽ thấy cái này nó có một cái kim rất là cứng. Ở đây đầu tiên nó có một cái lỗ để chúng ta làm gì ạ? Đây là cái bịt, cái mũi nhọn nhá, để cho nó an toàn. Sau đó chúng ta có thể dùng giấy ăn chúng ta lau qua đây cho nó sạch, đúng không? Đó. Và chúng ta sẽ xoáy vào đây, để có cái lỗ và cái gen chúng ta xoáy vào. Đấy, thành cái bơm giống như là cái kim bơm bóng đá ấy. Bạn nào đã bóng đá bóng thì sẽ biết. Và chúng ta cắm thẳng trực tiếp vào giữa của cái nút chai, đúng không ạ? Cắm thẳng xuống. Đó, rất là dễ, rất là nhẹ nhàng. Cái này là gì ạ? Các bạn nên nhớ là cái này là một cái bơm. Và khi chúng ta bơm cái không khí vào trong cái chai thì áp lực của không khí vào trong đó nó sẽ đẩy cái nút lên. Bây giờ Alex Thị sẽ làm các bạn xem nhé. Cho bơm rất nhẹ nhàng, bơm nhẹ nhàng này thôi ạ, đúng không ạ? Đó, rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy ạ, rất là nhẹ nhàng, nút nó ra. Chỉ có 3-4 cái là nút nó ra rất nhẹ nhàng, và chúng ta gì ạ?
chúng ta rút nó ra thôi, rất nhẹ nhàng. Thế một dụng cụ mở khá là hay và rất tiện lợi để chúng ta có thể đi picnic, đi chơi xa và chúng ta bỏ túi, vừa đẹp vừa an toàn mà không đụng hàng, đúng không? Thế là cho vào và vặn lại. Đấy, rất tiện lợi đó, và chúng ta có thể bỏ vào túi. Đấy, hay chưa? Đó, nhá. Để giới thiệu đến các bạn một cái dụng cụ mở rượu mới. Tất nhiên chuyên mục này thì Alex Thị sẽ làm ở một cái chuyên mục riêng là các dụng cụ mở rượu. Thì bây giờ chúng ta cũng như thường lệ thì chúng ta có thể lau qua cái cổ chai đi. Và bây giờ dụng cụ aerator thì ở trước mặt Alex Thị có ba loại, và loại đầu tiên là cái dụng cụ này có cái đế mở rượu, và chúng ta có thể dùng, chúng ta uống ở nhà đấy mà chúng ta uống không có nhiều ấy, thì chúng ta có thể dùng cái này. Đấy, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ lấy chai và chúng ta rót vào từng ly một, bởi vì chúng ta uống không hết mà, chúng ta uống một mình hoặc hai người chúng ta uống một ly, nhu cầu chúng ta chỉ uống một ly thôi. Chúng ta dùng cái này, và đặc biệt cái này nó có một cái gọi là strainer, tức là cái lọc. Trường hợp ví dụ bạn mở rượu ra mà có cái nút rượu nó vỡ vụn đó, thì cái lọc này rất là hay. Đấy, và chúng ta đây thì cho các bạn xem. Đó. Các bạn sẽ nghe tiếng cái tiếng không khí ở trong cái aerator nó kêu xè xè, tức là làm cho rượu nó tiếp xúc với không khí nhiều hơn. Đấy là dụng cụ thứ nhất. Còn loại thứ hai mà các bạn muốn tiện lợi hơn ấy, thì các bạn có thể dùng cái thủ công này, và các bạn cắm trực tiếp vào trong chai rượu, đúng không ạ? Đó. Và các bạn rót nó ra, đúng không? Ví dụ như thế này, đúng không ạ? Đó. Nó kêu xè xè như vậy. Đấy. Thì đây là những cái aerator này, như Alex Thịnh nói lúc ban đầu ấy, là dành cho những cái chai rượu vang trẻ, đậm đà full body mà nó mạnh cáp, thì chúng ta nên dùng sục khí này. Và đặc biệt đối với một cái dụng cụ sục khí nữa bằng điện rất là hay, chạy tự động mà chúng ta bơm từ trong chai ra, thì chúng ta có cái máy sục khí này và cái vòi này đương nhiên chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ, sau đó chúng ta cắm vào đây, đúng không? Đấy. Và đương nhiên chúng ta có một cái vòi sơ cua, vòi sơ cua nó sẽ dài hơn, thì có thể dành cho những chai vang mà họ làm cái dáng chai nó dài ấy, thì chúng ta dùng cái vòi nó dài hơn. Tuy nhiên những cái chai bình thường như này chúng ta có thể dùng cái này. Rất đơn giản, cách dùng rất đơn giản các bạn. Các bạn dùng một decanter, đúng không? Và chúng ta cho cái vòi này vào trong máy, trong chai rượu. Đấy, đẩy xuống và chúng ta rất đơn giản là chúng ta gì ấn có cái nút này. Chỉ việc ấn nút thôi, không làm gì cả. Cái này ai cũng có thể làm. Và máy nó sẽ tự động bơm ra, và cái sục khí các bạn nhìn thấy không? Cái lượng bọt rất là mạnh. Đấy, thì chúng ta không cần phải chờ đợi lâu. Những chai vang full body, đậm đà mạnh mẽ, độ chát mạnh, thì chúng ta bơm xong cái thì cái lượng không khí nó tiếp xúc với rượu vang rất là mạnh, và chúng ta có thể dùng luôn sau đó. Rất là tiện lợi, thấy chưa? Và đương nhiên là cái máy này sẽ hút hết rượu vang trong bình. Còn trường hợp các bạn muốn để can có nửa bình thôi, thì các bạn điền gì ạ? Ấn thì nó sẽ dừng lại. Rất là tiện lợi. Đấy là ba cái dụng cụ liên quan đến gọi là aerator. Còn decanting thì rất là dễ rồi, đúng không? Decanting thì là chúng ta sẽ dùng decanter có cái dáng khác nhau, và tùy thuộc vào độ tuổi của rượu vang trẻ hay già để chúng ta dùng là cái shape, tức là cái dáng nó khác nhau, tùy thuộc vào cái tiết diện tiếp xúc với không khí khác nhau. Vang càng già thì chúng ta cho tiếp xúc không khí một cách chậm chậm từ tốn, còn những cái vang trẻ thì chúng ta cho tiếp xúc dài hơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip của chúng tôi. Nếu các bạn có những câu hỏi hay thắc mắc gì, xin vui lòng comment xuống phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Và nếu các bạn cảm thấy video clip của chúng tôi có giá trị và hữu ích, thì xin hãy share và subscribe để chúng tôi có thể hoàn thiện tốt hơn những video clip trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.